Toyota Vios phiên bản E2024 thì độ gì anh em? Hôm nay giới thiệu anh em một số món đồ cho xe Toyota Vios phiên bản E2024 nhá. Đầu tiên xe này thì đã được trang bị gương điện rồi nhưng mà chưa có cụm gương tự động, thì sẽ lên một bộ gập gương tự động tích hợp theo chìa khóa zin nhá. Đấy. Để tránh cái trường hợp mà khi mà anh em ra khỏi xe anh em chưa biết là xe mình đã gập xe mình đã khóa chìa khóa, và cái gương này cụp vào rất là an toàn. Đó. Đầu tiên là lên bộ gập gương này. Thứ hai là trải sàn này. Thứ ba xe này là chạy ở chân nỉ nhá. Đấy, anh em nào mà cẩn thận thì bọc một bộ trần ni lông này để bảo vệ cái trần luôn được sạch. Một cái nữa, cái quan trọng nữa đó là lên một bộ màn hình Android. Nguyên bản của xe đã được trang bị một cái bộ màn hình rồi của Toyota nhưng mà nó không có tính năng gì. Đấy. Thì anh chủ xe đã lên một bộ màn hình Android, đây là một bộ màn hình Android ZTEC model S100G. Ở phiên bản này thì khi mà lắp đặt sẽ được tặng cam hành trình ghi hình này trước này, cam hành trình ghi hình này trước này, cam lùi AHD này. Đó, cam lùi AHD siêu nét, mặt dưỡng màn hình này, hoàn thiện lắp đặt. Giá thì chưa tới 6 củ khoai, chưa tới 7 củ khoai đâu. Con này thì có tích hợp cả cảm biến áp suất lốp anh em nhá. Đây, cảm biến áp suất lốp này. Đó, đợi một chút nó sẽ nhận. Cảm biến áp suất lốp. Đấy. Một dán chống xước. Đấy, các chi tiết đây. Các chi tiết này này. Dán chống xước. Đó. Thì đây là một cái số món đồ mà để anh em tham khảo khi sử dụng xe Toyota Vios phiên bản E2024, thì anh em nên tham khảo và anh em nên lắp đặt anh em nhá.